Bằng cả tấm chân tình này thì tự tay làm cho người mình thương những món ăn mà họ thích là điều cực kỳ hạnh phúc. Ơi dào, chém gió tí thôi. Thực ra ấy, là hôm trước xem được cái video của một chị làm bim bim khoai tây lắc phô mai ngon quá, nên là mình cũng muốn thử làm cho con nở làm chuột bạch một hôm thôi mà. Nói bé thôi không nó nghe thấy đấy nhá. Cái khâu mà mình thấy khó nhất ấy, đấy chính là cái khâu thái miếng khoai tây ấy. Dày thì sợ chút nữa chiên nó không giòn được, mà mỏng quá ấy, thì nó cứ bị đứt quãng thế này thôi mọi người ạ. Chuẩn bị sẵn một cái bát nước muối ở bên cạnh để cho khoai tây đã cắt lát vào bát để khử thâm. Xong rồi thì mình phải đi đổ hết cái nước đấy đi và rửa qua, nếu không ấy là khoai sẽ bị mặn đấy. Để chiên giòn được và không bị sát chảo thì mình sẽ phải đổ thật là nhiều dầu vào, ngập dầu luôn, cho bọn khoai tây lát này bơi tung tăng trong chảo luôn. Khẽ dùng đũa san đều ra thôi, nếu không thì nó sẽ be bét ra đó. Để được chừng 10 phút là khoai bắt đầu có hiện tượng chín giòn rồi, nhưng mà nó không giòn đồng bộ ấy, nên mình cứ phải chọn và gắp từng miếng được ra trước. Chả hiểu mải mê kiểu gì mà quay đi quay lại là vàng rộm cả chảo rồi, chỉ còn một tí nữa thôi là cháy luôn ấy. Vội vàng gắp hết khoai tây ra. Bây giờ ấy là đã đến lúc mình dùng đến gói phô mai thần thánh này rồi. Đổ khoai tây vào nồi, rắc bột phô mai lên và lắc đều, lắc đều. Úi giời. Và thành quả đây mọi người ơi, vào việc thôi. Tuy hơi quá lửa một tí nhưng mà nó vẫn cứ là ok nhá. Giòn xôm, bột phô mai thì ngon thôi rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Được không? Được ạ. Chị ạ, với tôi không có gì là khó cả. Chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục Vào Bếp Cùng Tôm. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn đó chính là quẩy chuối. Đầu tiên mọi người hãy cùng Tôm tước cái vỏ xanh bên ngoài ra. Sau khi tước được phần vỏ mỏng ra thì mình bắt đầu cắt lát mỏng nhá. Ta chuẩn bị một bát nước, cho muối tinh và vắt ít chanh vào để khử độ chát và làm trắng miếng chuối. Mình ngâm như vậy tầm 10 phút. Ngâm xong rồi mình vớt ra và lại chờ thêm 15 phút để miếng chuối nó được róc nước nha. Và sau thời gian chờ đợi thì giờ mình chỉ cần bắc chảo dầu cho chuối vào chiên thật giòn thôi. Giờ là đến phần khó khăn nhất đây, đó chính là phần thắng đường. Bây giờ nhá, mình đổ một ít dầu vào trong chảo thôi, rồi sau đó đổ đường trắng vào đảo đến khi nó chảy ra thì cho thêm một xíu nước vào. Cứ thế đến khi nước đường nó hơi ngả vàng thì mình đổ chuối vào đảo. Có hai kiểu thắng, một là kiểu đường non, khi thắng xong thì nó sẽ kết tủa lại thành màu trắng bám vào nhá. Còn một loại là đường mật, mình phải đun đường cho đến khi nào nó chuyển sang màu vàng cánh rán thì mới đổ chuối vào. Và ok, ôi cuối cùng thì cũng xong. Và bây giờ là đến phần thưởng thức giòn tan luôn. Mời mọi người cùng Tôm nhá. Thách Tôm làm được viên hồ lô chiên từ mì tôm. Trời ơi, thách sai người rồi. Khả năng là phải ra một bộ sách sưu tầm chuyên về các món làm bằng mì tôm ấy nhở. Bộ sách sẽ có tên là Ali Ba Tôm và 100 món mì các loại. Bây giờ mới thấy rằng càng ngày thì nhu cầu ăn uống nó không còn là để làm no cái bụng nữa, mà nó còn là một thú vui để xả stress, thậm chí còn là một bộ môn nghệ thuật nâng cao sự sáng tạo cơ. Ngày trước cứ nhắc đến mì tôm là lại nghĩ ngay đến cái cảnh thiếu thốn, bị lỡ thiếu gạo thì mới phải cố gắng ăn mì cho qua bữa. Còn bây giờ ăn mì mới là sang trọng nha. Quan trọng là cách làm. Làm thế nào để biến gói mì 3.000 trở nên có giá trị hàng tỷ đồng. Anh em thấy tôi nói hay không? Đã đủ trình độ để đi xin vào mấy cái hang ổ đa cấp chuyên lùa gà chưa? Thôi mà thôi, mồm điêu ít thôi, có làm thì mới có ăn chứ. Cứ ăn mì tôm nói chuyện tiền tỷ thì ai mà nghe, ai mà tin. Mình nghĩ là mình cứ trung tình với cái căn bếp thân thương này thôi. Mời tất cả mọi người nhá, mãi yêu. Sau một năm lướt lớn on TikTok, tôi chưa từng thấy bao giờ cơm nguội nó lại hot như thế này. Hot đến cái độ là người người dùng cơm nguội để làm món ăn vặt. Nhà nhà cùng rủ nhau sáng tạo không biết bao nhiêu là món từ nó. Đến cái nỗi là các chú Milu ở trong nhà phải khóc thét vì cái mì cũng chẳng còn mà cho vào mõm. Tôi thì tôi cũng đua đòi người ta học làm tteokbokki. Mà làm tteokbokki là phải dằm đè cơm sao cho nó nhuyễn ra thì mới làm được. Thật là vui khi phát hiện bên cạnh mình chẳng có cối chày, cũng không có máy xay. Wow, thật là vi diệu. Vừa mới được ăn bát mì tôm xong, bây giờ mà đi giã cái bát cơm này cho nó nhuyễn ra được thì đúng là ôi dồi ôi, thật là cảm giác đau ê sưng đỏ hết cả tay mọi người ạ. Và sau 5.000 năm tu luyện võ công vật vã thì cuối cùng chỗ cơm đấy nó cũng nát rồi. Giờ mình sẽ lấy bột năng cho vào và tiếp tục nhào bột nhá. Cho áng chừng bột làm sao để khi nào ấy ta nặn cái cục cơm nó không dính keo vào tay mình nữa là được. Đó, Mọi người nhìn xem, khả năng là cũng thành cơm thành canh rồi đấy. Sau khi mà cơm và bột nó đã hòa quyện lại với nhau rồi ý, thì mình sẽ đi tạo hình tteokbokki nhá. Tức ý, là ta phải chia bột ra thành từng cục nhỏ rồi lăn cho nó dài ra. Khi nào mà đạt được đến cái kích cỡ tteokbokki mà mình mong muốn thì thôi. Nhìn mấy cái này nó cứ sun sun như con giun vậy. Chưa xong đâu, muốn đẹp hơn ý, thì mình phải dùng dao cắt ra từng miếng một, nhìn nó mới thẩm mỹ. Đấy, ra hình dần rồi đấy. Rồi cuối cùng là rắc thêm một ít bột năng lên trên để tránh việc chúng dính vào nhau nhá. Đặt ngay một nồi nước sôi, rồi cho dầu ăn vào trước, rồi sau đó mới đổ tteokbokki vào luộc. Để làm gì á? Thì cũng để chúng tránh dính vào nhau thôi mà. Sau tầm 5 phút là vớt ra được rồi nhá. Nhưng mà vẫn chưa ăn được ngay đâu, phải làm sốt nữa chứ. Mình sẽ làm sốt siêu cay nha. Bỏ cà chua vào này, tương ớt này, sa tế này, thêm chút nước vào và đảo đến khi nào cà chua nó nát ra thì thêm một chút đường nữa. Sau cùng là đổ các em trắng xinh nõn nà này vào thôi. À, đến cái đoạn này là nhìn muốn ăn lắm rồi luôn á. Ai thích ăn kèm topping ý, thì có thể cho thêm xúc xích hoặc là chả viên vào. Còn mình ý, thì chỉ thích nó đơn giản như vậy thôi nha. Và kết quả đây mọi người ơi, mình không nghĩ là mình có thể làm thành công nó luôn ý. Tteokbokki nóng dẻo ngon dã man, cộng thêm nước sốt cay nữa, vừa ăn vừa suýt xa sùn sụt luôn. Cứ nghĩ là không thành được mọi người ạ. Nhìn thì khó nhưng thực ra lại rất là dễ đấy, quá là khoái luôn. Mời tất cả mọi người nhé. Thắp tôm làm được khoai tây chiên xoắn ốc. Được rồi, hôm nay trong thời gian chờ đợi món thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện mà mình được trải nghiệm nhé. Buổi tối hôm đấy mình có chuyện buồn nên là quyết định đi dạo cho thông thoáng đầu óc. Khi đi cũng là gần 1 giờ đêm rồi, đi một đoạn xa thì mới có cycle cây. Và mua lon bia xong ra chỗ ghế đá sân chơi ngồi đối diện xa xa mình thấy có bóng một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự với nhau. Nghĩ rằng chuyện này cũng bình thường thôi, có gì lạ đâu. Mình vừa làm vài ngụm bia vừa suy nghĩ vẩn vơ và thi thoảng thì lại liếc xem đôi tình nhân kia có làm gì nhau không. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi có một chiếc xe ô tô đi ngang qua, dọi đèn thẳng vào chỗ ghế đá mà đôi kia ngồi. Lúc ấy mình bàng hoàng vì trên ghế chả có ai ngồi ở đó cả, chiếc ghế trống không. Chiếc xe ô tô lướt qua thì hai bóng đen kia lại hiện ra như cũ. Ôi sợ quá, mình ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Thế là từ đấy là bỏ luôn cái tật đi dạo một mình vào ban đêm. Không gặp ma thì khéo khi cũng gặp cướp. Đấy, giờ nhắc lại là vẫn cứ gai hết người. Thôi ăn miếng khoai tây cho đỡ sợ. Vâng, là dễ. Tiếp tục nấu ăn với Icon nhé. Cái món này nó đơn giản là khoai tây chiên thôi mọi người ạ. Nhưng đặc biệt ở cái chỗ là cái túi đựng có hình mặt cười ấy. Đầu tiên cách để có chỗ khoai giống như trong Icon thì ta cần phải gọt khoai và cắt nó ra thành những cái thanh chì. Trộn đều cho nó ngấm với bột chiên giòn rồi bắc chảo dầu lên chiên nó là được thôi. Cơ mà ấy, mọi người cứ chiên cho nó xém một chút, ngả màu một xíu đi thì khoai sẽ giòn và ngon hơn. Rồi, và xong cái khoai rồi thì sẽ đến cái phần thể hiện sự khéo léo của bản thân này. Tôi không còn nhớ được là cái môn thủ công mình đã được học vào năm lớp mấy nữa, lớp 2 hay là lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó nhở, không nhớ nổi. Lâu lắm rồi mới được cầm kéo cắt thiết kế mấy cái tờ giấy màu như thế này, cắt rồi gấp nó thành cái hộp giống trong Icon, sau đó là vẽ mặt cười vào và cuối cùng là xếp khoai vào thôi. Ai chà chà, nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn ý. Con xin chân thành cảm ơn mẹ đã sinh ra con vừa đẹp dai vừa khéo tay này. Trời ơi, đẹp khéo quá. Bonjour tất cả anh em nhá. Tấm thân nhỏ bé gầy gò xanh xao hôm nay sẽ đưa các bạn trở về những năm bao cấp với món cơm độn ngô khoai. Bản thân tôi không được trải qua thời kỳ đó, chỉ có thể tưởng tượng lại sau những câu chuyện của bà hay kể. Khoai cắt miếng to vừa phải, ngô tách hạt. Để cho cơm được ngon nhất thì mình sẽ vo gạo nấu cơm trước. Đến khi nào cơm sôi thì mới mở vung ra và cho ngô khoai vào. Làm như vậy khoai sẽ không bị nát và cơm cũng sẽ ngon hơn, không bị khê. Đợi thêm khoảng 10 phút nữa là khi ấy cơm đã chín và có thể ăn được rồi. Wow, thơm phức luôn ý. Mà nhìn cũng đẹp mắt nữa. Mà ngày trước không có được ngon như vậy đâu nha. Ngô khoai phải phơi khô để giữ lại ăn dần nên rất dễ bị mối mọt, thậm chí mốc các thứ nữa. Bây giờ thi thoảng ăn 1-2 bữa thì ngon, chứ ngày nào cũng phải ăn như vậy thì ngán lắm đấy nhá. Thật sự cảm ơn các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh để bây giờ thế hệ sau chúng con có được cuộc sống đầy đủ hơn. Đời đời tri ân, thật sự rất là trân trọng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip nha. Nhà tầm này còn gì không á? Thưa quý vị là khoai toàn khoai. Các cụ bảo rồi, nhà nghèo thì ăn khoai thì nóng bụng thì không ngủ được, mà không ngủ được thì sao các bác nhỉ? Thôi, không liên thiên nữa, đợi khoai nó chín rồi thì mình sẽ chơi tiếp nhá. Và sau 40 phút thì khoai đã chín như rồi đây. Các bạn đừng nghĩ là tôm sẽ ăn khoai luộc không nhá. Dễ gì. Mình sẽ cạo lớp vỏ ngoài đi và cho khoai vào bát dằm nhuyễn ra để làm khoai lang kén đấy. Khoai lang kén là một món ăn vặt rất được lòng các bạn học sinh sinh viên. Dằm khoai phải thật kỹ, nếu không chút nữa nó sẽ bị vón cục lại thì ăn sạn miệng lắm. Dằm xong rồi thì ta cần chuẩn thêm một mớ nguyên liệu khác như là bột năng, cho ít thôi nhá. Tùy theo độ nhiều của khoai mà cho, bằng 2/10 số bột khoai thôi. Đường ấy thì đổ tùy miệng mỗi người, ai ăn ngọt thì cho nhiều, ăn nhạt thì khỏi cho cũng chẳng vấn đề gì. Thay vì đổ nước thì ta sẽ sử dụng sữa để khoai được thơm hơn nhé. Khi tất cả nguyên liệu đã hòa quyện được vào với nhau rồi thì ta sẽ tiến hành nặn bột cho nó có hình cái kén nha. Đây cũng là công đoạn mình thích nhất luôn. Nhìn từng cái kén bột chỉ muốn bỏ ngay vào miệng nhai thôi ấy. Nhưng không được, mình phải đợi chiên đã chứ. Rồi, và giờ thì bắt bếp, đặt chảo nào. Nhưng trước tiên mình cần lấy bột chiên giòn, hòa cùng với nước. Lưu ý đừng để nó đặc hay loãng quá, để hơi sền sệt như sốt là ok. Đổ dầu thật nhiều sau cho chút nữa nó ngập kén khoai là được. Gắp kén khoai nhúng vào bột chiên giòn và thả vào chảo dầu. Lưu ý là mọi người phải để dầu thật nóng thì mới thả kén khoai vào nhá. Chiên khoai lang kén dầu không bị bắn lắm nên cũng đỡ sợ. Cơ mà nghĩ đến chút nữa sẽ có một đĩa khoai lang kén ngọt nhít nách để ăn thì đã thấy khoái rồi. Tên và cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã đến. Khoai lang kén thơm giòn ngon tuyệt, bên trong dẻo ngọt thôi hồi luôn. Ăn với tương ớt thì chuẩn vị không còn gì để bàn thêm. Có ai thèm không tôm xít cho một ít nào. Anh ơi, em muốn ăn bim bim khoai tây. Bằng cả tấm chân tình này thì tự tay làm cho người mình thương những món ăn mà họ thích là điều cực kỳ hạnh phúc. Ơi dào, chém gió tí thôi. Thực ra ấy, là hôm trước xem được cái video của một chị làm bim bim khoai tây lắc phô mai ngon quá, nên là mình cũng muốn thử làm cho con nở làm chuột bạch một hôm thôi mà. Nói bé thôi không nó nghe thấy đấy nhá. Cái khâu mà mình thấy khó nhất ấy, đấy chính là cái khâu thái miếng khoai tây ấy. Dày thì sợ chút nữa chiên nó không giòn được, mà mỏng quá ấy, thì nó cứ bị đứt quãng thế này thôi mọi người ạ. Chuẩn bị sẵn một cái bát nước muối ở bên cạnh để cho khoai tây đã cắt lát vào bát để khử thâm. Xong rồi thì mình phải đi đổ hết cái nước đấy đi và rửa qua, nếu không ấy là khoai sẽ bị mặn đấy. Để chiên giòn được và không bị sát chảo thì mình sẽ phải đổ thật là nhiều dầu vào, ngập dầu luôn, cho bọn khoai tây lát này bơi tung tăng trong chảo luôn. Khẽ dùng đũa san đều ra thôi, nếu không thì nó sẽ be bét ra đó. Để được chừng 10 phút là khoai bắt đầu có hiện tượng chín giòn rồi. Nhưng mà nó không giòn đồng bộ ấy, nên mình cứ phải chọn và gắp từng miếng được ra trước. Chả hiểu, mải bê kiểu gì mà quay đi quay lại là vàng rộm cả chảo rồi. Chỉ còn một tí nữa thôi là cháy luôn ấy. Vội vàng gắp hết khoai tây ra. Bây giờ ấy là đã đến lúc mình dùng đến gói phô mai thần thánh này rồi. Đổ khoai tây vào nồi, rắc bột phô mai lên và lắc đều, lắc đều. Úi giời. Và thành quả đây mọi người ơi. Vào việc thôi. Tuy hơi quá lửa một tí nhưng mà nó vẫn cứ là ok nhá. Giòn xôm, bột phô mai thì ngon thôi rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Được không? Được ạ. Chị ạ, với tôi không có gì là khó cả. Tiếp tục thử thách nấu ăn với màu sắc. Và màu chủ đề của ngày hôm nay là màu tím. Về màu tím thì ta sẽ có gì nhỉ? Khoai lang tím này, nho này. À, thế thì được rồi. Hôm nay Tôm sẽ làm món bánh khoai tím nhân sốt nho nhá. Một món ăn mà Tôm mới sáng chế ra. Sau khi luộc khoai thì ta sẽ làm sốt nho nha. Gọi là siro cũng được nhưng mà đặc sệt hơn một chút. Khoai ta sẽ dằm nát trộn với bột năng. Lưu ý là không cần cho thêm đường, bởi vì sốt nho nó đã đủ ngọt rồi. Cứ nhào bột bánh cho nó đủ mịn, sau đó nặn thành những cục bánh nhỏ hơn. Cho nhân sốt nho vào trong rồi vo tròn. Giờ ta sẽ lại bắc chảo dầu và chiên nó một lần nữa nha. Hôm nay mình nặn bánh lại to khủng khiếp rồi mọi người ạ. Cái tay này hư thật sự ấy. Và cuối cùng thì cái đĩa bánh của mình nó đã xong rồi. Phết thêm một lớp sốt lên trên nữa, mục đích là để trang trí làm màu cho các vị huynh đệ ạ. Ăn cái món này thì nó mềm, ngọt lịm. Chắc là các cụ là thích cái kiểu này lắm đấy. À, ai đang giảm cân thì tránh xa cái món bánh này ra nhá. Chứ không lượng tinh bột với lượng đường nó cao như thế, ăn xong chỉ có thành cái con ụt ịt thôi. Hello mọi người nhá. Thì bây giờ mình vừa được thấy của quê gửi ra trong đấu này. Đố mọi người biết là gì luôn. Đây chính là khoai sọ đó mọi người ạ. Nhưng chỉ là khoai mini thôi. Ở quê gọi đây là mấy củ khoai đầu hay là khoai loại. Bởi vì những củ to bự đẹp mã thường là được người ta mua buôn sạch sẽ luôn. Những củ nhỏ tí hin như thế này chỉ có thể là tự ngồi chợ bán hoặc là giữ lại để gia đình ăn mà thôi. Mấy củ to thì ninh xương ngon, chứ mấy củ nhỏ như này á, cứ cho đi luộc cả rổ. Chiều buồn miệng mang ra ăn chơi là hơi bị khoái luôn. Hay là ngày xưa cái lúc còn dùng bếp củi thì vùi nó vào đống than, đun xong siêu nước là cũng có khoai ăn. Nói đến đây là nhớ quê thực sự luôn mọi người ạ. Đây là một món ăn dân dã, để bảo nó đặc biệt thì không có gì đặc biệt, bởi vì cũng chỉ như bao loại khoai khác, ăn ngọt thanh. bở tơi và giàu chất tinh bột mà thôi. Nó có giá trị về mặt tinh thần. Có điều là khi ăn khoai này, người ta hay chấm với muối hoặc là đường. Tớ thuộc tem chấm với muối nhá. Còn các bạn thì sao? Các bạn thuộc tem nào nhờ? Ăn nhiều khoai này là cũng hơi bị ngứa ở khóe miệng đó nha. Ok các bạn nhé. Lại là những món ăn thần thánh từ mì đây. Anh em đã nghe thấy tên mì bay bao giờ chưa? Mì này có nguồn gốc từ Singapore và khi du nhập vào Việt Nam nó đã tạo ra một cơn sốt vô cùng lớn trong giới trẻ. Nhà nhà rủ nhau đi ăn mì bay, người người rủ nhau đi bay cùng mì. Nói chung ý, là mì này nó hot do nó lạ nhờ một số thủ thuật mà những sợi mì giống như bay lơ lửng giữa không trung. Ấy nhưng mà cần gì phải ra quán đâu các bạn ơi. Mình hoàn toàn có thể làm được tại nhà mà. Dùng củ cải hoặc là cà rốt để ở giữa bát, rồi cắm cái dĩa lên làm trụ, sau đó dùng que hoặc dùng đũa hoặc cũng có thể dùng thêm một cái đĩa nữa, khớp vào làm sao cho nó tạo ra một hình góc vuông, sau đó ta chỉ cần treo mì lên là được rồi. Topping thì ai muốn ăn gì thì cho cái đấy, có vậy thôi đúng không? Món gì chứ món này là Tôm lại tự tin làm, nó uy tín luôn nha. Mời tất cả mọi người nhá. Ôi quên mất chụp hình sống ảo rồi, tiếc quá. Rồi chiên bằng mì tôm cực đỉnh từ tôm. Phải nói là đây là một trong những món làm lâu nhất cuộc đời của tôm. Nó lích kích với hàng tỷ công đoạn cả nhà. Cơ mà thề là vì nó ngon dã man nên là đành phải chịu khó thôi. Từ làm sạch lòng này, rồi chuẩn bị rau này, thêm cả hành nữa thì nó mới gia vị. Tất cả các rau ta thái nhỏ, cà rốt thì thái hạt lựu rồi phải trần qua với nước sôi. Thịt xay đem rang cháy xém cạnh rồi đổ cùng vào với nhau luôn. Nguyên liệu chính vẫn cứ phải là mì tôm nhá. Đập vụn tầm 5-6 gói gì đó là đủ cho cả làng ăn luôn. Thêm mấy quả trứng này, hạt tiêu vào này, trộn cho thật đều. Công đoạn lâu nhất là nhồi lòng nhá. Bởi vì không có mấy đồ chuyên dụng nên là mình cứ phải tỉ mỉ từng chút một, cắt ngắn lòng ra, lấy lạt một thít hai đầu lại thành từng cái nhỏ. Nói thật ý là nhìn không khác gì cái lạp xưởng cả. Sau gần 2 tiếng nhồi nhét, bắc chảo dầu lên và chiên giòn thôi chứ còn gì nữa. Rất thơm và hấp dẫn nha mọi người. Tóm lại là ăn ngon, không thua ngoài quán đâu. Mọi người làm theo mà thấy ngon thật ý, thì cũng chả cần phải cảm ơn Tôm làm gì cả. Năm hết Tết đến rồi, cứ lì xì cho Tôm là được. Cái gì cơ? Nấu cháo bằng mì tôm á? Phải thử ngay mới được. Xem được cái video ảo thật đấy. Giờ tôi mới ngộ ra một điều là mì tôm quả là thần thánh. Từ một cái gói mì thôi mà chế ra được đủ thứ món trên đời. Để làm được món cháo thì dĩ nhiên mình phải biến cái sợi mì này trở lại trạng thái bột rồi. Và trong cháo là Tôm sẽ bỏ thêm thịt cho hấp dẫn nha. Thịt xay này xay chưa được nhuyễn lắm, mình sẽ thêm mắm vào thịt để chút xíu nữa, không phải cho thêm gia vị vào mì nữa. Chưa xong đâu, còn nữa. Cháo thì phải bỏ thêm ít rau thơm vào ăn nó mới dậy mùi. Ok, giờ mình sẽ đi pha cháo nha. Chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi. Cháo mình bớt ra một nửa, mình cứ cho nước dần dần, khuấy đều để cháo có độ sóng sánh nhá. Giờ mình chỉ cần cho thịt vào rau nữa thôi. Mời mọi người ăn cùng Tôm nha. Nó đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà cái vị nó cứ bị làm sao mọi người ạ. Ôi không ổn rồi. Ăn cháo nấu bằng mì tôm, cái tên ta cứ tiêu một cầu. Nếu như được lựa chọn giữa thiên thần và ác quỷ thì các bạn sẽ chọn gì? Còn tôi á, tôi chọn cả hai. Nếu có ai hỏi rằng làm sao để gặp được thiên thần và ác quỷ thì xin thưa là đặt ship qua mạng. Thời buổi công nghệ nên là kể cả cần gặp Bạch Tuyết hay là 7 chú lùn thì cũng được hết. Hai hộp mì thiên thần và ác quỷ gần đây rất được mọi người quan tâm vì sự đặc biệt của nó. Hộp mì được phân biệt rõ ràng từ màu sắc. Ác quỷ thì màu đen, còn thiên thần thì màu hồng. Mà tưởng thiên thần phải là màu trắng cơ mà nhở. Có một điểm sáng tạo ở vỏ ngoài của cái loại mì này chính là đôi cánh tượng trưng cho hai phe thiện ác. Tuy nhiên, hai đôi cánh khá mỏng manh và khi bóc ra không cẩn thận thì sẽ rất là dễ rách với nhăn nhau. Khám phá bên trong nó nào. Ác quỷ trước nhá. Wow, đen từ trong ra ngoài luôn. Kèm theo gói mì đen đó chính là vô vàn các gói khác như rau sấy, miếng chả tròn có hình mặt ác quỷ cực kỳ cute, gói sốt cay, gói thịt miếng sấy, tương ớt, dầu ăn. Còn hộp thiên thần thì mì có màu hồng, còn gói gia vị thì chỉ khác nhau một chút thôi. Miếng chả có hình trái tim, rau sấy, ngô ngọt, thịt sấy, nước sốt thì đặc hơn của bên ác quỷ. Mỗi hộp còn đi kèm một cái dĩa nhựa cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà mình lại có một thắc mắc là mì hồng thì cho thìa hồng, cớ sao mì đen lại cho thìa trắng? Buồn cười nhở. Đó, giờ là ta cho nước sôi vào và pha y hệt pha mì ăn liền vậy thôi. 5 phút trôi qua và bây giờ là đã đến lúc sôi rồi đây. Nói chung là khi mở nó ra thì cũng bớt đi cái sự hấp dẫn ban đầu, bởi vì nước nó đã lỏng bỏng rồi. Được cái là cả hai cùng thơm nức mũi. Mình sẽ thử mì ác quỷ trước nhá. Eo ơi, một cái cảm giác nó thật là cảm giác ấy, ghê quá. Cái sợi mì của nó thì vừa nhũn bã rồi là bẹt. Ui, cộng thêm cái nước nó cay nồng, khó ăn thực sự. Cơ mà bù lại được cái chả miếng in hình này thì nó ngon. Miếng thịt sấy thì ăn cũng tạm tạm thôi. Công bằng mà nói ấy, thì mọi thứ sẽ ok hơn nếu như không có cái mì đen nhũn này. mang cái nước này đi nấu mì hảo hảo kéo khi còn ăn ngon hơn. Sang mì Thiên Thần thì lại dễ ăn hơn nhiều. Nước dùng thanh thanh ngọt vị, không bị nồng. Đã thế sợi mì dai, thơm. Sợi mì nhỏ kiểu mì Bàn Thắn ấy, ngon nhất vẫn cứ là cái miếng chả miếng thôi. Để mà tớ chấm điểm và lựa chọn thì chắc chắn là sẽ lựa chọn mì Thiên Thần rồi. Mặc dù mì ác quỷ nhìn nó rất là đặc biệt với dễ thu hút hơn ấy, nhưng mà xin lỗi, tớ chọn chính nghĩa. Còn mọi người thì sao? Mọi người chọn bên nào? Hãy để lại ý kiến đóng góp phía dưới nha. Bye bye. Anh Tôm ơi, anh hãy làm món mì tôm rang đường đi. Em gọi cả trường và cô Lâu cho anh. Nhớ giữ lời nhá. Lại là mì tôm Thần Thánh. Và đây cũng là lần đầu tiên Tôm nghe thấy cái kiểu mì tôm rang đường thế này. Bây giờ mình sẽ cho mì tôm đã bóc nhỏ vào chảo, đồng thời là đổ đường vào cùng luôn. Bật lửa thì sẽ để ở mức độ nhỏ thôi, chứ không là đường và mì sẽ bị cháy mất. Rồi xong là tay mình sẽ phải đảo liên tục, không nghỉ như là rang lạc vậy đâu nha. Nếu không thì đường nó sẽ bị đọng lại ở dưới và chảy ra trước đó. Được tầm 5 phút là đã thấy đường bắt đầu bám vào mì rồi. Sau khi rang ấy thì mùi của nó lái kiểu như là mì tôm trẻ em vậy. Chắc là được rồi đó. Múc ra thôi nào. Nhìn từ xa thì thấy nó cứ giống như là hành phi ấy nhở. Và bây giờ Tôm sẽ thử ăn xem nó có hương vị ra làm sao nhá. Nó kiểu giống như ăn bánh quy ấy. Tuy nhiên là hơi lợ lợ. Sợi mì vốn dĩ nó đã hơi mặn rồi, lại còn ăn cùng đường nữa, cơ mà cũng vui mồm phết đó chứ không dở đâu nha. Bạn gì đó ấy, nhớ giữ lời hứa với mình đấy nhá. Là mì trộn từ tăm tay, anh em đã thử chưa? Chế biến món ăn từ những đồ ăn vặt có sẵn đã không còn xa lạ nữa rồi. Một trong những món ăn vặt được các bạn học sinh ưa chuộng nhất đó chính là que cây. Từ các que cây giòn sồm sộ mà bây giờ biến nó thành những sợi mì dai mềm thì thú vị lắm đây. Mì trộn thì không thể nào thiếu sót được. Băm nhỏ thịt heo rồi đảo cùng với tương cà thì úi chà, mùi nó hấp dẫn không thua kém gì sốt spaghetti luôn. Vậy đó, phần hồi hộp nhất chính là đây. Bây giờ là chúng ta sẽ bỏ que cây vào nồi nước sôi để biến nó thành những sợi mì ngon nha. Trời ơi, có được cái đống que cây này để ăn vặt là cả một ước mơ ngày xưa của tôi đó nha. Mà trời ơi, cái gì thế này? Que cây khi bỏ vào nước một cái làm nó nhũn ra như cháo bột vậy. Trời ơi, đúng là cuộc sống thì chả giống như mình tưởng tượng. Không có cái dại nào nó bằng cái dại này. Bây giờ mình cũng không biết nó thành ra cái món gì nữa. Mặc dù đã rất cố gắng để trang trí nhìn nó cũng được, thế nhưng mà... Mọi người ạ, bố mẹ tôi vừa gọi điện hỏi thăm: "Con ơi, con đã ăn gì chưa?" Tôi mới đáp là: "Con đang làm mì để ăn rồi à." Bố mẹ tôi mới lo lắng thét lên là: "Trời ơi, sao lại ăn mì à? Con hết tiền thì để bố mẹ gửi đồ lên." Các cụ ở quê là thế đấy, lúc nào cũng lo lắng cho các con không đầy đủ thôi. Khổ, thầy U cứ yên tâm, con ăn mì nhưng vẫn có rau có thịt đầy đủ. Thịt con là thịt bò nữa đấy. Con chỉ lo cho bố mẹ ở quê là cặm cụi vất vả rồi ăn uống lại không đầy đủ thôi. Từ Tết đến giờ do tình hình dịch bệnh nên tôi mới về quê được có 2 lần. Lớn rồi, đôi lúc lại chỉ muốn được bé lại để ngày nào cũng được gần bố mẹ, được mẹ mắng. Có như vậy á, thì ăn cơm với cà pháo cũng thấy ngon. Người ta có câu ấy là cơm người khó lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Thu về bỗng dưng làm con người ta hoài niệm nhiều thứ. Đôi lời gửi tới các anh em đang làm ăn xa quê là hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng thành công thật sớm để cho bố mẹ của chúng ta hạnh phúc và tự